có giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn đây là cái phòng sun, cái sản phẩm chúng tôi của công ty chúng tôi nhé. Hiện tại thì tất cả các cái sản phẩm đang trưng bày ở đây thì chúng tôi đã lên mặt tiền hết rồi quý vị nhé. Đó thì cái quy trình sơn của cái sản phẩm đông đúc này nó cũng rất là nhiều công đoạn, bởi vì là hiện tại thì trên thị trường tất cả các cái đơn vị đông đúc thì cái quy trình từ đầu đến cuối thì về cơ bản là nó giống nhau hết. Và cái quy trình sơn này thì nó sẽ có 5 nước quý vị nhé, tất cả là 5 nước đó, thì để ra được cái sản phẩm sơn hoàn thiện đẹp và chất lượng, nó mang cái tuổi thọ bền lâu dài thì cái quy trình sơn thì nó phải đảm bảo đúng đủ quy trình thì nó sản phẩm nó mới bền và chất lượng được. Đó thì xin mời quý vị tham quan qua những cái sản phẩm đó. Cái hoàn thiện sản phẩm thì rất là sắc nét và đẹp. Đó là những cái sản phẩm anh em tôi rất là tâm huyết để cho ra được những cái sản phẩm chất lượng và đẳng cấp như thế nào. Đó, nó cần những cái tinh thần tỉ mỉ cẩn thận của những người thợ để tạo ra những cái sản phẩm sắc nét và đẹp của chúng ta quý vị nhé. Quý vị mong muốn được diễn phục vụ thì xin quý vị cứ trực tiếp bốc máy lên bàn liên hệ trực tiếp với diễn nào. Đó, thì công ty chúng tôi thi công ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đó, chỉ cần quý vị và các bạn có nhu cầu thì quý vị cứ alo. Diễn sẽ phục vụ quý vị tận tâm tận tình hết mình của quý vị. Đó là những cái tinh thần yêu nghề của Diễn. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Đó, chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào quý vị.